Chị cái nhà bánh canh hơi ngọt vlog nha. Bữa nay mình làm đồ ăn cơm sáng nha cả nhà. Đây mình có hai cái bữa tay heo nha. Như bà khía là mình trộn với xí tóc nha cả nhà. Đây có cái hạnh nè, hạnh nó mình trộn nha. Cái tỏi nè, rồi rau muống mình xào tỏi nha cả nhà. Rồi cái này mình làm nha. Rồi mình nước nó sâu vậy, bên đây có bắt nước nó sâu nha cả nhà. Mình chế nước nóng cho mình trụng sơn bà khía nha cả nhà. Diệt khuẩn năm cái. Mình để nó đây rồi. Mình để lúa tai heo vô nha. Mình luộc luôn. Cái này mình rửa sạch rồi nha. Mình mặn sạch, mình rửa sạch rồi đó. Mình để vậy cho nó thấm nó tay heo luôn nha. Rồi. Chuẩn bị mình qua mình gọt cốc nha. Gọt cốc nha cả nhà, cốc rồi mình lọc rau muống nha. Này nữa mình trộn chung với bơ khía nha, ăn cho nó độc lạ một chút, cũng không biết muốn gì nữa, cốc trộn bơ khía à. Giống mấy cái món Hà Lan, chắc Hà Lan, chắc Thái, giống mấy cái gỏi, nhưng mà mình không có trộn chung nha, mình chỉ trộn cốc thôi hà, còn lúa tai heo mình để riêng nha. Muốn chấm thì chấm nha cả nhà. Đây cái lúa tai chuẩn bị chín rồi nha cả nhà. Rau muống này hồi nữa mình xào nha. Ba khía mình trụng sơ, mình rửa, mình bỏ nước rồi nè, rồi mình tách ra luôn nè. Con này hồi nó mình nặng cho nó thấm nha. Cốc mình cũng gọt xong rồi đó. Chị My mình trộn ba khía nha cả nhà. Trộn trước cho nó thấm. Rồi chị My mình nêm nha cả nhà. Ngọt nha. Đường. Cái này nó mặn lắm nha cả nhà. Để ba miếng đường đi rồi có gì vừa ăn thôi, cái vừa mình nữa. Mình ăn hạnh vô trước luôn nha. Nhưng mình ăn hạnh vô luôn nha. Nặng 4 trái luôn nha cả nhà. Bốn trái. Bốn bánh tráng không? Rồi. Mình lấy đũa mình trộn lên nha. Rồi mình chuẩn bị mình sắt cốc nha. Sắt mỏng mỏng thôi. Dạ chắc. Rồi bữa tiết cho nhà xem nha. Thịt chín rồi mình vớt rồi nha nhà. Tay heo. Thịt nó có mùi thịt. Thịt thì nó hơi mùi thịt nha. Nhưng để cho nó nguội. Rồi mình sắt ra nha. Có mắm ruốc ha. Quên mắm ruốc.
chứ mẹ mình xào có muối hết rồi, nó nhảy mũi tay mình sống người đầu nó vô. Rồi mình thả cốc vô nghe cái gì. Trộn cho nó thấm nha. Rồi chuẩn bị mình đi xào nó muối. Món ngộ món lạ đó. Cái này giống muốn đồng nha cả nhà. Nè, đồ đồng. Giống muốn ruộng. Đồng biến dược đại dương. Hôm nay mình không không làm nước tương tắm đâu nha. Để chấm nước ba khía luôn. Để mình để vô bún. Không có chịu luôn nha. Cháo thôi. Có khi nó còn nắm như thế nha. Nói vậy đi em. Nhưng cái vậy vô nha. Vừa muối một nọt vào trong nha.
ơi, cái nhà ăn cơm mình luôn nha. Dạ, cái nhà, dạ, cái nhà mình ăn cơm chưa nha. Nhà mình ăn cơm nha. Ngày này mình làm cơm chưa. Ai muốn ăn cơm thì ăn, ai muốn ăn bánh tráng cuốn thì ăn. Thích gì dụng nấy. Ê, có chào ông bà cô chú không bé? Chào bà cô chú con. Chào bà, chào ông bà cô chú chào. Chào mẹ em đắt rồi nè. Chào bà cô chú nha, con ăn cơm. Chào bà cô chú con ăn cơm. Cơm nhỏ nha. Cơm bánh tráng thì nhỏ là như cơm bánh tráng. Nhờ ơi, ăn lúa tay heo với mình nha. Chấm cái mớt bà khía ngon á. Ăn cho mình ăn cơm ở nhà, chấm nước tương này. Đừng là hấp cái này nghe cả nhà. Trời ơi, con ít rồi. Ăn cơm. Nãy giờ uống nước no luôn á. Đây mình uống nước no luôn nha. Ngủ ra nè. Còn gì? Chấm đây là rồng biển vượt đại dương nè. Có xào. Xào. Lúa tay heo luộc. Bà khía chấm cái nó thử coi ngon không? Đây. Đó, cái món này. Ăn cái bột miếng bánh tráng cuốn cho nhà. Giới thiệu mình như không có được nhớ. Ủa sao lâu vậy? Lâu lâu vậy? Sao cắn không đứt? Vì view con ngon lâu lâu quá. Ngon cái gì ơi? Cơm mắm nè, mắm chưng rồi cả nhà. Thôi mời nhà ăn cho uống ha. Không có răng, không có răng, cắn không đứt cơ nhà. Không có răng, không có nha. Cái răng một cái họng luôn nè. Thì bà cắn quá. Cầm lên. Em có chén hả? Mở dưới cái chén rồi ơi. Về cắn không được rồi cả nhà. Ít thôi. Ủa ngon lắm cả nhà. Ngon ngon lắm mà cắn không được. Mặn quá mặn. Mặn quá mặn. Không có nước nó ngọt rồi đó. Ít thôi à. Nó hoài không lại quýnh. Đây có mắm chân này cả nhà. Hầm đá là nó quýnh cả luôn. Ăn ai có muốn giật đây chưa hả? Rồng biển, rồng biển vượt đại dương. Sao mà con bóc không vậy? Ăn gấp là đừng có bóc. Cái dây nhất thì sao được con? Không có ăn vậy nè, cho nó dẻ nè. Ăn nhúng nhúng thì ăn được. Cắn giờ nãy là cắn được rồi. Cái nhất là ăn cái này hai thế dưa dưa eo chấm nè. Này cóc. Hấp dẫn quá nè. Cũng được. Rồi con mong con đem đi bán cho con ăn nổi. Nhiều món quá luôn nè. Người bán ăn hết nè. Mấy bà ăn cho hết nha. Bà nhà ăn của ta hiên. Bà ăn hết ngủ gao đó. Mày ăn hết bữa này nè. Ăn được không? Không được. Ăn cho hết luôn nha. Ăn cho bà cơm ăn gớt luôn miếng. Thèm muốn chết luôn nè. Chúc mừng ơi. Trời nhớ chơi nhớ út kèm đi. Nó hổ chạy. Bỏ tay không? Út kèm nghĩ ăn. Người ta thèm mấy ướt kèm đó. Ủa có mời ông bà cô chú ăn không ha? Quất luôn. Ý. Bà cô chú ăn. Chị ăn rồi hả? Gì mà đòi bỏ vô ăn? Bỏ vô, bỏ vô cho giữ. Mẹ ăn không được á. Có gân nó ăn ra dữ 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 dữ. Nếu là không có gân, ăn dễ ăn. Chứ mà gân cũng chân có lòng quá ha. Cái bụng hầm răng luôn hả? Phải đành chịu thôi chứ sao giờ. Không răng luôn. Không răng luôn. Có ai muốn không không có răng đâu. Răng có nhưng mà răng yếu. Hàm răng luôn. Chứ có một hàm đâu. Bà có khè, bà có răng. Khè ra, khè ra. Bà có khè cái rớt thịt gầm luôn nè. Bà có khè ra hả? Ý ngoại mà con chú không? Có răng dễ gì. Nó, nó. Ý nó khè đó. Ơ, nuốt luôn. Dùng cho lên. Mới người ta cười hú cái đầu luôn. Cái đậu xào này nói gì nhọn chứ là đậu này đậu nhà chồng mới hái rồi đem xào luôn. Đo cóc kìa, đo là cóc kìa. Cóc không có răng phải rồi ý mà ý kệ mở ý nhọn kìa. Dạ mình biến gì tây dương à vậy.
khóc để nó ngon. Vừa ăn. Chua. Ngon nha. Hàng đó nó phèn với nhau mà không chua. Cũng ta là hàng đó nó không có được. Dạ. Thế nào nhân bạn con? Lúc ăn thì bị được không? Thôi coi ý nè. Bích xẻo mà. Ngồi giống người kia á. Có nửa dĩa hả? Ngồi giống hả? Giọng ngồi. Ngồi nha. Cái giọng ngồi hết thịt nè. Một chén thịt nè. Ngồi giống bà già không? Đó, cái ca kìa bà ngoại đưa nó coi. Ha, biết trước luôn á, đem sợi để sẵn luôn chưa? Rồi cái nhà miếng bà xía nè. Mày cái nhà nó heo với mình nha. Tay heo. Ấy là mày mày nhắc của tay bắt giới hả? Bắt giới nè. Thấy chưa? Con trường để ăn đó. Bà ăn cho hết nha. Bắt. Nói ăn quá đi cực kỳ. Giết cho này dòng biển vượt ra vô. Thích bằng nữa coi. Bằng đây. Thấy ngồi mà cốc mà ngồi mà cốc giờ là ăn quả hai lỗ nè. Tiến cắn. Cái ngựa cắn. Nói này đi quá cái ngựa cắn. Đi quá hoài cái ngựa cắn đó. Đi sao? Này đi gọc gọc hoài đó. Ngồi ăn đàng hoàng nó ghê. Ăn quà đấy cô. Mời cô chú ăn hết trơn. Ừ. Dạ. Ăn cô chú quá. Ừ. Nãy giờ đó. Dạ hả nhỉ? Chấm lên đó ngon hồng chấm lên quả cô chú còn miếng đậu hồng nước ngon. Cái này cũng bị dính chờ ngon á. Ừ. Vừa ăn nè kẹp này. Kẹp với cốc với cốc cái nhà nó làm mấy món gì chắc cốc trộn mà cái nhà mấy heo ba khía ba heo quên nó rồi ba heo cốc cốc trộn ba khía lỗ tai heo chấm nước ba khía cú Minh Trang chấm nước ba khía. Nước này món độc lạ. Gì ăn cũng được nha, cũng ngon hết hả? Ngon hết trơn. Cũng khéo ha. Ngon không phải bột, bột nãy giờ ăn. Bột quá mê rồi, mê món này rồi. Bột gì mà ngon. Bột nãy giờ chấm tới không đâu, chấm nước được. Chấm nước có ngon không bụ? Vừa chua nè, vừa... Ăn bài bản chứ bị bạ gì. Món này ăn là chân giả nhất nè. Ừ, ăn ngon quá chừng luôn mà. Đây là bò ăn rau. Cái này nó chân á. Không nên nói vậy. Con sâu hả? Sâu ăn rau. Sâu ăn rau. Thấm chưa? Chưa thấm đâu. Thấm mắm muối chưa? Làm gì ấy? Rồi thấm liền được. Này mình trộn nó chừng 3-4 ngày. Nó có ngoài hả? Mà trộn để chừng 3-4 ngày thì nó dịu quá. Sao chịu nổi? Để 3-4 ngày sao chịu nổi? Trộn mà để 3-4 ngày không có. Sao chịu nổi? Sắp chèo để hay dính tối được. Ăn heo vào vô ăn. Heo vô ăn đại hả? Không, em mới còn muốn ăn. Kẹp với cất bao 4 ngày hả ăn? Ăn kẹp cất bao. Ngon ha. Muốn tàu lao đi mà ăn được kìa. Mà ta mua về ta lựng cay hay chân ta trộn rồi ta nhóc. Dễ gì? Rồi ba hôm bữa lấy ra về. Mãi nhẹ đó nha. Vừa ăn cốc vừa ăn nó heo luôn vậy nó mới ngon. Cốc ngon lắm cả nhà. Cốc thì ngon nha. Ngon gấp rồi luôn rồi. Ý làm gì? Ý làm mềm mềm để ăn ấy yêu ba. Dơ. Ý giỏi để ăn. Chán ăn mềm mềm ăn. Vậy mà nói răng một hàm đó. Không một hàm mà để mềm đó. Ừ. Để cho nó mềm cái. Còn xem lấy này cuốn rồi. Rồi, cuốn lên đó. Chị lấy cuốn vô. Gì? Cuốn vô cho cho mặn. Đây mời cái nhà nha. Mắm cái gì? Cái gì? Cái dừa. Cái dừa chấm mắm chung vịt nha. Không cũng vừa ăn. Mà cái chuối nó ngon. Ừ. Nó chát ha. Có chuối mà dạ. Biển gì hái. Bên bé Tin có chuối á. Đây mình ăn miếng rồi để mình kết thúc video nha nhà. Rồi bỏ qua ghiền món đó rồi. Mình
rồi. Mở nhà nha. Cái nhà ăn với bổ một miếng nữa là kết thúc nha cả nhà. Tỉnh đâu? Mặn gì không ai ăn chứ. Tỉnh là trộm gì không ai ăn. Không ăn. Ăn mình miếng nữa kết thúc cả nhà ơi. Mình cho đúng video nha cái nhà cái quý kênh mình thì cho mình like đăng ký kênh ủng hộ kênh nha cả nhà. Bye nha. Bye. Bye tạm biệt cả nhà nha. Bye. Bye, gặp lại. Bà cô chú không? Bye kìa. Bà cô chú trong con kìa. Bye. 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 Bye.